Xin chào các bạn, đây là nồi áp suất điện đa năng của Hasuka. Hasuka là thương hiệu rất nổi tiếng trong lĩnh vực đồ gia dụng. Hãng này có sản xuất rất nhiều đồ gia dụng và bếp ga, máy lọc nước và quạt điều hòa. Trong video này mình giới thiệu với các bạn một chiếc nồi cơm điện áp suất đa năng. Nồi này có dung tích là 6 lít. Với 6 lít thì các bạn sử dụng trong gia đình có khoảng 8 người là vô tư. 6 lít là cái dung tích rất lớn rồi. Nồi áp suất điện này nó có 4 lít, 5 lít và 6 lít. Đây là bên ngoài vỏ của chiếc nồi đấy ạ. Khi mình giao cho các bạn thì vỏ sẽ như thế này. Nồi này nó sẽ có hai màu, một màu đỏ và màu gold. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một chiếc màu gold, màu bên này. Ở đây thì các bạn sẽ có một cái tem có tiếng Việt. Nồi này được sản xuất tại bên Trung Quốc, nhà máy của Hasuka bên Trung Quốc và nhập khẩu chính ngạch về Việt Nam. Chính vì thế nó sẽ có một cái tem bé này gọi là tem phụ. Ở đây thì nó ghi mọi thông tin về nồi và cái đơn vị sản xuất tại bên Trung Quốc này. Và đơn vị nhập khẩu chính thống là của công ty Hasuka, công ty Quý Phát. Bây giờ mình sẽ tiến hành bóc vỏ hộp để các bạn xem chiếc nồi ở bên trong. Các bạn thấy sản xuất tại Trung Quốc, các bạn không phải lo lắng về vấn đề chất lượng. Vì đấy là nhà máy họ đặt bên đó thôi. Và sản xuất theo tiêu chuẩn của Hasuka, chất lượng rất là đảm bảo. Mới bóc vỏ hộp ra thì các bạn sẽ thấy cái giấy chứng nhận chất lượng của Hasuka này. Các đồ gia dụng sẽ có giấy chứng nhận và các cúp huy hiệu của công ty họ đã đạt được. Và kèm theo đó là quyển hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt và phiếu bảo hành. Nồi cơm này sẽ được bảo hành trong vòng 1 năm. Chính hãng luôn, bảo hành trên toàn quốc. Đây là chiếc nồi cơm của chúng ta, màu gold, rất là đẹp và sang trọng. Màu đỏ thì nó sẽ đỏ mặn. Đây, bây giờ mình sẽ quay một vòng cho các bạn xem. Ở đây thì các bạn sẽ thấy một tem dán nhãn năng lượng. Tem này chứng thực nồi này là nồi tiết kiệm 2 sao. Ở đây nó ghi cái công suất của nồi là 1000W và dung tích của nồi là 6 lít. Đây là cái vị trí các bạn cắm rắc điện vào đây. Đây là cái chỗ để cái muôi này. Đây là khu vực bảng điều khiển lựa chọn của nồi. Thì ở đây nó sẽ có hai cái chiết áp to bé thì các bạn nhìn thấy rồi. Đây nó sẽ có những cái hình vẽ biểu tượng như là nồi cơm, nấu cơm này, nấu thịt này, nấu cá này. Và thời gian tương ứng như 15 phút, 20 phút, 25 phút. Thì các bạn sử dụng cái chức năng nào thì các bạn vặn cái đúng đồng hồ này, xoay đến cái nút tương ứng. Tiếp theo và cái mức độ nhiệt. Mức độ nhiệt ở đây các bạn có thể lựa chọn là cao nhất ở bên này và thấp nhất ở bên này, hoặc là giữa trung bình để vào đây. Tiếp theo mình sẽ mở cái phần vung mình ra. Với nồi cơm điện Hasuka, nồi áp suất điện Hasuka này á, thì các bạn thấy là cái vung của nó là vung liền đấy ạ. Vung liền đấy, kiểu như một cái nồi cơm bình thường á. Đấy, ở đây này, làm rất là xịn sò luôn, chắc chắn luôn. Mình sẽ bỏ cái lõi này ra để các bạn nhìn thấy cái mâm nhiệt ở bên trong đấy ạ. Chi tiết của nồi làm rất là chắc chắn các bạn nhá. Hàng sẽ được bảo hành 1 năm, bảo hành trên toàn quốc luôn. Và lưu ý là với hàng của Hasuka, vì là hàng nhập khẩu á, nên họ sẽ có thêm một cái tem dán đây. Tem này là tem của Bộ Công an, chứng thực là cái tem chống hàng giả. Nếu sản phẩm của Hasuka chính hãng nó sẽ có cái tem này. Tất cả các sản phẩm của Hasuka nếu hàng chính hãng thì sẽ có cái tem như này các bạn nhá. Từ bếp ga, bếp từ, nồi cơm, ấm siêu tốc, máy lọc nước và quạt điều hòa đều như vậy. Các chi tiết của nồi rất là xịn sò, cầm rất là chắc chắn. Bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn cái phụ kiện kèm theo. Phụ kiện kèm theo nó sẽ có một cái dây nguồn này. Tiếp theo là môi xới cơm và cốc long gạo. Đây là cái lõi nồi cơm. Cái lõi nồi cơm thì cầm rất là chắc chắn đấy. Và bên trong này là cái phần đen đen này, chính là lớp sơn chống dính. Lớp sơn chống dính này được quảng cáo là với công nghệ Mỹ, chất lượng rất là tốt, hoàn hảo luôn. Như vậy mình vừa giới thiệu sơ qua với các bạn về chiếc nồi cơm điện áp suất đa năng của Hasuka. Để tham khảo giá bán và đặt mua hàng, các bạn hãy truy cập vào website zanga.vn. Bên mình sẽ giao hàng cho các bạn ở khu vực Phú Thọ và một số khách hàng ở khu vực cầu Đồng Quang, Ba Vì, Hà Nội.